Chào các quý vị khán thính giả của đài phát thanh BBC. Tôi là Trần Lập, hiện nay tôi là nhạc sĩ của ban nhạc Bức Tường. Ngoài ra, một công việc khác mà mọi người đang được biết đến là tôi có tham gia dẫn chương trình cho một game show của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Đó là chương trình Vượt Qua Thử Thách. À, và cái chương trình đấy có liên quan gì tới công việc âm nhạc của anh không ạ? Ít nhiều thì cũng có liên quan, bởi vì rất nhiều những khán giả trẻ của nhạc rock, rất nhiều những khán giả mà đã từng yêu mến tôi và ban nhạc của tôi, họ cũng đến tham gia với chương trình này. Tất nhiên nó chỉ là một phần thôi. Nhưng ngoài ra thì nội dung của chương trình Vượt Qua Thử Thách nó cũng có rất nhiều những cái đề tài vui và đề cập đến cả âm nhạc lẫn như các hoạt động khác trong xã hội, và những kiến thức cơ bản, những kiến thức thậm chí là rất đơn giản thôi, nhưng mà nhiều người có dịp để mà ôn lại những kiến thức đó một cách vui vẻ qua một cái trò chơi truyền hình rất là funny. Thưa anh, là năm nay cũng là đánh dấu 20 năm chính sách đổi mới của Việt Nam từ năm 86 cho tới năm 2006, và thực ra thì mọi những cái thay đổi quan trọng thì nó diễn ra ở cái 10 năm cuối trở lại đây, và cũng là cái thời gian mà ban nhạc của anh đã có những cái bước phát triển. Qua những cái bước phát triển đó thì anh có thể nói về những cái thay đổi mà nó thay đổi theo cùng với những cái thay đổi khác diễn ra ở Việt Nam không? Và điều này thì tôi cho rằng là cũng là một điều thú vị, bởi vì thế hệ thanh niên chúng tôi, thế hệ những thành viên trong ban nhạc của chúng tôi cũng vậy, là một thế hệ mà đã đi qua rất nhiều những cái khó khăn, mà những khó khăn tưởng chừng những việc nó rất là đơn giản, rất là giản dị trong cuộc sống thôi. Ví dụ như là những ngày đầu tiên khi chúng tôi thành lập ban nhạc chúng tôi cũng là những người sinh viên, cũng chưa làm được điều gì lớn lao cả. Chúng tôi cũng sinh ra những gia đình công chức thông thường, người thì gia đình công chức, người gia đình bộ đội chẳng hạn, thì nó cũng không có nhiều điều kiện kinh tế lắm, nhưng mà để chơi nhạc thì chúng tôi chưa có gì. Chúng tôi còn chưa có những cây đàn đầu tiên mà chúng tôi phải đi thuê, đi mướn để chơi. Chúng tôi cũng không có phương tiện đi lại nào khác ngoài những chiếc xe đạp đầu tiên, và cũng không có hề có phương tiện liên lạc nào về điện thoại gì cả. Nhưng mà sau đó, chỉ sau những ít năm đầu tiên, với những sự thay đổi trong đời sống kinh tế của Việt Nam, thì chúng tôi đã có những điều kiện để chơi nhạc cũng như là để hoạt động thêm những lĩnh vực khác, và chúng tôi có những cái thu nhập đầu tiên để tự sắm cho mình những cây đàn thật tốt để chơi. Và dần trong cái quá trình phát triển chung của ban nhạc thì ngày nay chúng tôi đã có nhiều điều kiện hơn, chúng tôi đã có được những cây đàn mà chúng tôi ưng ý, có những thiết bị mà chúng tôi ưng ý. Tuy nhiên, để có được những điều này cũng phải nói đến những cái sự tham gia của chúng tôi đối với những cái sự kiện khác trong hoạt động của truyền hình cũng như là những hoạt động xã hội khác. Và qua những chương trình này, chúng tôi đã thấy được rất nhiều cái điều mà chúng tôi trưởng thành hơn từ những chương trình hoạt động xã hội, từ những chương trình từ thiện, hoặc những chương trình tham gia về trí tuệ Việt Nam, hoặc là những chương trình về những cái sự phát triển nói chung của giới kinh tế cũng như là giới văn hóa, những người làm chương trình văn hóa. Bởi vì sao? Bởi vì những chương trình đó với những người tổ chức, họ đã có sự liên quan, họ có sự liên kết giữa giữa những nhà làm kinh tế và những người làm công nghệ giải trí, đơn thuần là văn hóa. Họ kết hợp với nhau để tổ chức những chương trình như vậy, và chúng tôi học hỏi được ở họ rất nhiều điều. Chính vì vậy là chúng tôi cũng thấy được rằng cái sự phát triển đấy do cái sự phát triển chung mà chúng tôi đã có điều kiện để phát triển trong ngày hôm nay. Và tôi được biết là trong những cái thời gian đầu thì cái dòng nhạc của anh, tức là dòng nhạc rock mà rock nặng đấy, thì cũng không phải là ngay lập tức được sự đón nhận của đông đảo, Đúng rồi. kể cả công chúng và kể cả của những người mà họ tham gia quản lý các cái hoạt động văn hóa văn nghệ, đúng không ạ? Đúng là như vậy, bởi vì theo lẽ thông thường thì cái gì nó mới, mà nhất là cái gì nó quá mới mà nó khác với những cái gì mà người ta đang tưởng tượng, mà người ta đang được chứng kiến, thì người ta sẽ đấy là phản ứng rất bình thường, người ta chưa có thể chấp nhận được ngay. Nhưng qua đó cũng có thể thấy rằng khi họ đã chấp nhận được, có nghĩa rằng họ đã tiến đến một cái gì đó nó khác đi. Và tôi cho rằng cái sự tiến đến này là sự tiến đến tích cực. Bởi vì nhạc rock hay nhạc gì cũng vậy, nó khi nó phát triển, nó đem cái sự văn minh đến cho mọi người. Với dòng nhạc rock cũng vậy, thế giới đã chứng minh rằng nó hoàn toàn là một dòng nhạc đáng để nói, rất đáng để nói, và nó có vị trí của nó, có vị thế của nó trong làng âm nhạc thế giới. Và chúng tôi thì sau những năm tháng đầu tiên, khó khăn thì khó khăn chung cả về kinh tế lẫn nhiều thứ, nhưng cuối cùng thì mọi việc đã trở nên tốt đẹp hơn,
và mọi người đã chấp nhận, thậm chí mến yêu những ca khúc do chúng tôi sáng tác và chúng tôi trình diễn. Như vậy có thể nói rằng là cùng với sự phát triển chung đấy thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái sự phát triển ngay cả về cái tư tưởng và cái sự nhìn nhận về âm nhạc, về tất cả những cái gì nó liên quan đến âm nhạc hiện đại thì đã có một sự thoáng hơn. Người ta đã không còn những cái thành kiến ban đầu là thế này hay thế kia, mà họ đã đến với nó một cách nó cởi mở hơn. Và chúng tôi, chính vì điều đó chúng tôi đã có đến hàng triệu fan trong khắp cả nước. Bây giờ mà anh nhìn lại những cái năm vừa qua thì mỗi một khi mà anh biểu diễn thì cái chuyện mà anh phải liên hệ hoặc là xin được những cái giấy phép để mà biểu diễn thì rõ ràng là nó dễ dàng hơn rất nhiều, đúng không? Thực ra thì trước đây ấy, khi mà thời chúng tôi là sinh viên ấy, thì cái việc khó khăn nhất là chúng tôi phải đảm bảo thời gian học thôi. Chứ còn việc trình diễn thì hầu như là mỗi lần chúng tôi trình diễn ấy, thì đã có những cái tổ chức của trường, của đoàn thanh niên của trường, họ đứng ra họ tổ chức những gì đấy, và chúng tôi không rõ là họ có, tức là chúng tôi được phép với cái hoạt động âm nhạc của mình, nó phục vụ cho số đông thanh niên trong cái phạm vi khuôn khổ đại học chẳng hạn. Nhưng về sau này khi chúng tôi tham gia các chương trình ca nhạc chuyên nghiệp, khi chúng tôi rời ghế đại học chẳng hạn, thì cái những công việc đó, những công việc về làm sao để có được những cái hoạt động chính thức trong âm nhạc, thì đó là việc của những cái người tổ chức chương trình, những cái người mà có một phần trong đó là những người bầu show, hoặc là một phần trong đó là những người tổ chức, những cái công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, họ đứng ra họ lo tất cả những cái sự kiện như vậy. Và với một cái tinh thần rằng là nó phù hợp hoàn toàn với văn hóa Việt Nam, nó không có cái gì gọi là đi quá trớn gì đó với cái thuần phong mỹ tục của Việt Nam, thì cái điều đó nó trở nên nó rất đơn giản, và chúng tôi cứ thế mà làm, cứ thế mà chơi những cái gì mà chúng tôi cảm thấy thích nhất. Và anh cũng là người mà anh muốn, tức là có những cái nét truyền thống ở trong rock âm nhạc của mình, và thì cái đấy anh đã thể hiện ra qua cái âm nhạc của mình và được công chúng đón nhận như nào? Trước đây á, những cái năm tháng đầu tiên khi chúng tôi sáng tác những ca khúc đầu tiên ấy, thì quả thực thời đó chúng tôi vẫn chưa tìm hiểu và chưa đưa được nhiều những ý tưởng này vào trong âm nhạc. Nhưng về sau này thì tôi có nghĩ rằng là nếu mình sinh ra ở xứ sở này, mình không làm được điều gì đó thật là có ý nghĩa cho nó thì quả thực rất phí trong những năm tháng hoạt động âm nhạc. Như vậy là tôi đầu tiên thì tôi chưa đủ khả năng để phối những cái tác phẩm của mình nó mang nhiều cái hình thức âm nhạc, cái âm hình của âm nhạc dân tộc Việt Nam vào trong âm nhạc nó rõ. Thì tôi chọn giải pháp đầu tiên đấy là đưa những câu chuyện, những cái nội dung của chuyện cổ Việt Nam và những cái truyền thuyết Việt Nam vào trong nội dung của các khúc của mình. Ví dụ như là ca khúc Người đàn bà hóa đá chẳng hạn, tôi có nói về Tích nàng Tô Thị, hay là về sau này có những cái câu chuyện về An Dương Vương xây thành Cổ Loa, hay là những cái chuyện về Mỹ Châu Trọng Thủy ở đây, đấy là chuyện An Dương Vương đấy. Còn cái chuyện nữa là chuyện về Sơn Tinh Thủy Tinh chẳng hạn, rồi rất nhiều những cái câu chuyện tương tự như vậy tôi đưa vào tác phẩm của mình. Và trước hết là về mặt nội dung đã đáp ứng được là người ta tất cả những cái người đang sống ở đây họ đều hiểu những câu chuyện đó, và lần đầu tiên họ được nghe với một cái dòng âm nhạc mạnh mẽ, thay vì người ta đọc trên những cái câu chuyện, và họ được thị giác bằng cả hình ảnh minh họa lẫn âm nhạc cũng như là một khí chất nhạc khác, thì họ cảm thấy rất hào hứng và họ ủng hộ. Sau này tôi còn phóng tác cả những cái bản dân ca chính thức như Lý Kéo Chài của người Nam Bộ chẳng hạn, thành một tác phẩm âm nhạc và với chơi với một tinh thần của nhạc heavy metal chẳng hạn, thì mọi người cảm thấy rất hào hứng bởi vì nó hoàn toàn có cái nhịp điệu, cái tính chất dân vũ ở đó. Và cái này nó ngay kể cả người ta chưa hiểu nó là nhạc rock hay nhạc gì đi chăng nữa, thì người ta cũng thấy rằng cái sự rộn ràng, cái sự mạnh mẽ và cái tinh thần, cái sự khỏe khoắn của nó làm cho người ta cảm thấy hứng khởi hơn và người ta bắt tay vào cái công việc, nhất là những người trai lưới chẳng hạn, họ cảm thấy nó gần gũi với họ, mặc dù nét nhạc thì lạ và hiện đại nhưng họ vẫn cảm thấy gần gũi với họ vì câu chuyện và dân ca nó vẫn nằm trong máu của họ và nằm trong máu của người chơi. Chính vì vậy là cái sự đồng cảm lớn, họ đã ủng hộ. Về sau này nữa thì tôi mới thấy rằng là âm nhạc Việt Nam có nhiều khi có những cái nét rất là dễ,
cũng không hẳn là quá dễ đâu, nhưng mà cũng có nhiều nét để thuận lợi để tôi có thể đưa vào nhạc rock. Và tôi đã đưa vào những tác phẩm như bài ca Sông Hồng chẳng hạn. Tôi đưa cả những cái nhạc cụ của người Việt Nam vào trong đó, từ 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 trống, từ những tiếng trống dân tộc, cho đến những cái cây đàn mà người Việt Nam, những người cổ người ta hay chơi, thì nó gợi cho người ta một cái âm hưởng của một cái vùng miền rất rõ ràng, một cái đồng bằng sông Hồng rất là rực rỡ từ trước đến nay. Thì cái đó là một cái mà tất nhiên tôi cũng có sự tiếp thu của những cái ca khúc và những cái tác phẩm mà rất nhiều ban nhạc trên thế giới họ đã từng làm về xứ sở của mình, và tôi cũng học được đôi điều ở đó. Cuối cùng thì sau những cái sự nỗ lực đấy thì ban nhạc của tôi đang được ủng hộ rất nhiều về những điều này. Đó cũng chính là lý do làm sao lý do đã đưa chúng tôi đến với Festival Văn hóa Việt Nam và Pháp tại Cộng hòa Pháp. Khi ở Việt Nam thì anh có một cái số lượng fan rất là lớn, thì anh có cái tham vọng là anh sẽ đưa những cái tác phẩm của anh, những cái điều mà nó có mang nặng những cái chất văn hóa Việt Nam đến được với những người mà ở bên ngoài biên giới không? Từ đầu cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ một điều rất là đơn giản thôi, thật giản dị thôi. Tôi sáng tác đầu tiên là tôi có một cái tấm lòng của tôi đối với cái xứ sở mà tôi được sinh ra và tôi lớn lên, tôi trưởng thành ở đây. Thế nhưng mà nếu mà tác phẩm thì nó đủ mạnh đến mức mà nó chia sẻ được với chính gia đình tôi, với bạn bè tôi và những người xung quanh nữa, và những khán giả của tôi mà những người Việt Nam đang ở xa tổ quốc chẳng hạn, họ có thể nghe được và họ thấy yêu thích được, thì đó là điều tuyệt vời. Và tôi nghĩ rằng đấy là một cái niềm hạnh phúc nhất của một người nghệ sĩ, nếu mà họ làm một tác phẩm mà cái tiếng vang của nó càng vươn xa thì có nghĩa rằng là cái điều đấy là thật tốt. Tôi nghĩ rằng là cái điều này thì không chỉ tôi mà những nghệ sĩ nào ở Việt Nam họ cũng mong như vậy. Cùng với sự phát triển của Việt Nam đó thì cũng có rất nhiều những cái vấn đề khác nhau của sự phát triển, và ngay cả trong cái lĩnh vực âm nhạc chẳng hạn thì tôi cũng đã nghe những cái nhận xét về cái sự gọi là phát triển. Có những lúc người ta nhận xét là có cái tính xô bồ. Thì riêng đối với cá nhân anh thì cái nhận xét của anh về cái sự phát triển của âm nhạc Việt Nam trong những năm gần đây như thế nào? Tôi nghĩ rằng là cái nhận xét đó tôi cho rằng là nó cũng có những cái điều đúng ở trong đó. Bởi vì sao? Một xã hội phát triển thì bao gồm rất nhiều lĩnh vực khác nhau và cũng có rất nhiều cách khác nhau để phát triển. Trước hết thì cũng giống như người mới tập làm văn hay tập làm toán, họ cũng làm ra những phép tính sai, để rồi họ sẽ có họ có rèn luyện thì họ mới ra được những cái phép tính đúng hoặc là những cái kết quả đúng. Thì hiện nay đối với một thời kỳ đổi mới của Việt Nam mà chúng ta trong khoảng 7-8 năm trở lại đây là chúng ta tiếp cận được thật nhiều với thông tin của thế giới, thì gọi là cái sự tốc độ phát triển nó mới rõ ràng, nó mới thực sự rõ ràng. Thì trong đó bản thân mỗi người, mỗi một sự tiếp nhận có khác nhau, cho nên là ngay cả đến trong tác phẩm hoặc là trong những cái sự phát triển đó thì cái sự xô bồ là cái điều khó tránh khỏi. Cũng có những nghệ sĩ họ không đủ những cái nhận thức nhất định về cách làm việc cũng như là về cái con đường họ dự lựa chọn. Họ chọn những cái mà nó không phù hợp với xu hướng phát triển chẳng hạn. Không phù hợp ở đây là gì? Không phù hợp là nếu như âm nhạc thế giới họ phát triển văn minh, họ tiến đến rất nhiều những xu hướng âm nhạc khác nhau, nó mang tính rất hiện đại, nó mang cái hơi thở của nhịp sống hiện đại chẳng hạn, mà họ lại cứ chọn những dòng nhạc mà nó ỉ eo, nó eo xèo và nó cảm giác nó buồn nản, nó không làm cho một cái cuộc sống nó tích cực gì cả, thì cái đó là họ tự dẫm chân tại chỗ. Và thậm chí nếu như họ lại cứ tiếp tục, họ cứ dẫm đi dẫm lại một cái điều như vậy, thì tự dưng là, và nhiều người mà làm như vậy thì tự dưng là cái sự lộn xộn đấy nó trở nên nó càng hỗn loạn hơn. Nhưng mà tuy nhiên tôi nghĩ rằng là cái quy luật đào thải nó bao giờ cũng sẽ tiến đến sự công bằng, ở chỗ là những người nghệ sĩ có chất lượng và những tác phẩm có chất lượng bao giờ cái sức sống của nó cũng cao hơn. Và đương nhiên rằng là những cái tác phẩm nào mà nó không thực sự xuất sắc, nó không thực sự gọi là hiện đại, hoặc là không hiện đại cũng chưa hẳn là như vậy, nhưng nó không thực sự văn minh, thì rõ ràng rằng là nó chỉ có một cái chỗ đứng tức thời nào đó thôi. Bởi vì cái sự hào nhoáng của họ nếu mà chỉ là thu thanh gọi là hay, hoặc là ca sĩ đẹp trai xinh gái gì đó, thì nó nhất thời chỉ chiều lòng được một số những cái sự dễ dãi nào đó của một tầng lớp công chúng nho nhỏ nào đó thôi. Nhưng về tôi nghĩ là về sau cũng vậy,
Việt Nam càng phát triển, âm nhạc cũng sẽ càng phát triển. Tôi nghĩ là phát triển đến văn minh. Bây giờ đấy, trong cái sự phát triển của Việt Nam đấy, thì tôi cũng nghe nói rất nhiều tới những cái đòi hỏi là phải có cái sự cởi mở hơn trong rất nhiều các cái lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa, chính trị. Thì đối với anh thì anh có cảm thấy là anh cần một cái sân chơi có thể nó bình đẳng hơn, anh cần một cái sân chơi có thể nó rộng hơn để mà anh có thể là phát huy tối đa những cái gì, những cái tiềm năng của ban nhạc không? Thực ra ấy, nói một cách công bằng nhất và nói một cách thật lòng nhất thì hiện nay những sân chơi cho âm nhạc, riêng với âm nhạc thôi, là đều rất công bằng. Công bằng ở chỗ là họ đều có một cơ hội giống nhau. Nhất là những người bắt đầu thì họ đều xuất phát hiện nay là giống nhau. Điều kiện hiện nay là gì? Internet đã phát triển. Điều kiện này là gì? Những điều kiện về âm thanh, về nhạc cụ, về rất nhiều thứ và về cả các chương trình. Cái số lượng đầu chương trình đến khắp cả nước là rất nhiều. Nhưng vấn đề ở chỗ là họ sẽ làm cái gì, họ sẽ chơi cái gì và họ chơi thế nào để họ thành công thì đó mới là quan trọng. Còn đối với chúng tôi, nhất là ban nhạc chúng tôi thì chúng tôi cũng trưởng thành từ qua những giai đoạn khó khăn nhất rồi, và đến nay chúng tôi đã có những thành công nhất định rồi. Để tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục, nếu mà chúng tôi đã thành công ở cái gì chúng tôi tiếp tục khai thác ở cái đó, và nếu như còn có nhiều thời gian hơn nữa thì chắc chắn là sẽ phải tìm cách làm sao để làm nó hay lên. Có thể có những tìm tòi mới về chất liệu âm nhạc, còn về những cái gì mà đã đưa chúng tôi đến với gần gũi với công chúng là những cái điều đó chúng tôi sẽ trung thành với nó, sẽ trung thành với những cái gì mà chúng tôi hát, chúng tôi yêu, chúng tôi nghĩ, chúng tôi nói về những cái tình cảm rất đơn giản. Ví dụ trong các khúc Trở Về chẳng hạn, chúng tôi nói về những cái tình cảm của người dân Việt Nam khi mà họ trở về cái gia đình của mình nhân một cái ngày hội, ngày Tết nào đó, với những ly trà thơm, với những bánh chưng vân vân, với những cái gì đó rất Việt Nam thì đã cảm thấy rất ấm cúng. Nhưng tất nhiên là không phải các khúc nào cũng vậy. Tôi cũng có những ca khúc khác về những cái sự phấn đấu của thanh niên khát khao đến chiến thắng, giành những cái vinh quang trong cái sự nghiệp của mình chẳng hạn, như Đường Đến Ngày Vinh Quang, hay là những ca khúc mà đơn giản hơn như tôi đề cập lúc nãy, là nói về những câu chuyện về truyền thuyết, những cái câu chuyện cổ của Việt Nam, thì đó là một kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, nó gần gũi với người ta, nó gần gũi với những người sống ở đây, thì luôn luôn những điều đó nó sống động và nó làm cho chúng ta cảm thấy tích cực hơn. Khi mà tôi quay trở lại Việt Nam ấy, thì tôi có cảm nhận là trong một cái xã hội ngày nay thì vẫn còn có rất nhiều những cái vấn đề, có thể nhìn thấy những cái vấn đề trên đường phố, những cái vấn đề mà khi mà anh tới Ủy ban Nhân dân anh cần những cái thủ tục hành chính, rồi những cái vấn đề rộng lớn hơn về mặt phát triển, như là những cái chuyện mà người ta nói rất nhiều là chuyện tham nhũng chẳng hạn. Thì là một người mà hoạt động nghệ thuật thì anh nhìn những cái vấn đề đó như thế nào? Thực ra nếu mà nhìn vào xã hội thì bất kỳ một xã hội nào nó cũng có những vấn đề của nó, cho dù là một xã hội đã phát triển đến mức văn minh nhất trong thời kỳ hiện nay, đúng không ạ? Nhưng ngay cả đến Việt Nam cũng vậy. Nếu mà nhìn qua về hiện tượng là ta thấy ra đường thấy xe cộ đi lại lộn xộn, thì ta cũng thấy rằng là nếu ta không làm được gì lớn, ta là người dân bình thường, thì ta cũng trước hết là ta phải thích nghi việc đó và ta tìm cách làm sao để mình đừng gây thêm lộn xộn thôi. Thế còn đối với tôi, như với quan điểm của một nghệ sĩ, thì rõ ràng rằng là cái sự tham nhũng nào thì nó cũng dẫn đến những cái sự tiêu cực mà ảnh hưởng tính dây chuyền. Và tôi nghĩ rằng nếu như cái chuyện này á, mà nó tiếp diễn thì không chỉ là Việt Nam mà bất kỳ quốc gia nào thì nó cũng đều những ảnh hưởng lớn. Tôi đơn giản như là tại sao những đất nước phát triển hơn Việt Nam hiện nay như Hàn Quốc chẳng hạn, họ cũng phát hiện ra những chủ tập đoàn nó có những sự tham nhũng này khác. Tuy nhiên rằng cái việc này thì quả thực là rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì rõ ràng rằng khi mà xã hội ấy, nó đang có nhiều cái mà mình cần phát triển hơn, thì cũng mặt khác thì có những người ta cũng sẽ tranh thủ những cơ hội, những làm lợi trước mắt. Thì đấy là cái chuyện đấy, tôi nghĩ là quốc gia nào cũng có những vấn đề của nó. Còn ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng cái chuyện nếu mà có tham nhũng thì đương nhiên là người ta phải tìm cách người ta loại bỏ dần những cái chuyện này. Bởi vì không có điều gì dẫn đến sự phát triển nó bền vững và nó lâu dài hơn bằng việc là người ta phải có thật nhiều cái tâm làm việc một cách nó đúng mực hơn. Và rõ ràng cái điều này đứng về khía cạnh nghệ sĩ cũng như là một khía cạnh người dân bình thường, tôi cũng không ủng hộ trong những cái chuyện mà có những cái sự tham nhũng như vậy. Đấy là một điều hết sức là bình thường thôi.
trong môi trường phát triển hiện nay của Việt Nam đấy thì mọi thứ thay đổi, có những cái lĩnh vực thay đổi rất nhanh, có những cái thay đổi mà chưa được như mong muốn của một bộ phận dân chúng. Thì riêng đối với anh thì anh có những cái thay đổi gì mà thực sự là anh mong muốn nó xảy ra nhưng mà hiện giờ thì nó chưa được như những cái gì mà anh mong đợi? Thật lòng nhất thì mặc dù ban nhạc chúng tôi là một ban nhạc được giới báo chí đánh giá rất cao hiện nay, cũng như là chúng tôi có rất nhiều fan hâm mộ chẳng hạn, nhưng mà để nói rằng chúng tôi có thực sự là có một đời sống gọi là xa xỉ như những ngôi sao nhạc rock quốc tế nổi tiếng hay không thì quả thực là chưa. Vì cái điều kiện âm nhạc Việt Nam cũng như điều kiện về đời sống ở Việt Nam thì với những cái thu nhập của những cái chương trình ca nhạc nó cũng chưa đủ để chúng tôi có những lời sống xa xỉ, nào nhà lầu xe hơi, nhà có bể bơi riêng, có những cái phương tiện đắt tiền nhất thế giới, hoặc là có những xe sang trọng thì điều đó là chưa. Và nhưng mà mong muốn để có những điều này là cũng là mong muốn chính đáng thôi, bởi vì rõ ràng mình muốn phát triển, mình muốn tiện nghi, đấy là chuyện rất là bình thường. Tôi cũng rất muốn là đến lúc nào đó sẽ có đủ điều kiện để làm những chuyện này, bởi vì tôi nghĩ rằng là cái này là cái ai cũng muốn vậy, ai cũng muốn được giàu có, ai cũng muốn được sống sung túc. Nhưng mà dù sao thì tôi thấy rằng là bây giờ anh ngồi đây anh nói chuyện và so lại với cái thời gian mà anh nói rằng là cái phương tiện đi lại chính là xe đạp rồi, cái thậm chí cái phương tiện liên lạc là điện thoại thì cũng còn hiếm. Chưa có. Thế nhưng mà bây giờ thì tất cả những cái đấy là cái chuyện mà bình thường, những người dân bình thường cũng đã có, thì tôi nghĩ cũng đã có những bước phát triển. Thế nhưng mà nếu mà có những cái kỷ niệm mà anh có thể chia sẻ về cái giai đoạn gọi là trước đổi mới, cái giai đoạn mà còn trong thời bao cấp, thì anh có những cái ấn tượng gì mà anh có thể có nhưng mà cái thế hệ sau này có thể là đối với họ chỉ là một cái dĩ vãng, là lịch sử? Vâng, gần đây tôi có đi xem một cái triển lãm về thời bao cấp, nó giúp cho chúng tôi nhớ lại về một thời kỳ khó khăn rất nhiều. Nhưng mà nói chung là xem lại để cho vui thôi, chứ còn chúng tôi cũng chẳng hề muốn là muốn được quay trở lại cái thời đấy. Bởi vì sao? Tôi nhớ hồi đó tôi mới trong cái độ tuổi 9-10 gì đó thôi. Thì ngay từ tấm bé như vậy tôi cũng đã từng phải đi mua gạo cho hộ gia đình, tôi cũng từng phải xếp hàng. Rồi tôi cũng được chứng kiến những người lớn hơn đi buôn tem phiếu hay là những cái gì đó. Những cái thời kỳ và những cái đồ ăn thức uống nó rất là khó khăn. Cả gia đình tôi rất là đông người, gia đình thì nghèo mà chỉ có vài bìa đậu phụ với cả những cái gì đó nó thuộc về cái thời kỳ đấy. Cái vật dụng nó rất là đơn giản. Ở đâu cũng vậy thôi, ngay ở châu Phi hay là những cái nước nào đang còn khó khăn cũng vậy. Sau này họ phát triển hơn thì họ sẽ nhớ về cái thời kỳ đó để họ thấy rằng họ cần phải phấn đấu cái gì để thành công. Nhưng chả ai muốn quay lại vào một cái thời kỳ khó khăn cả. Bây giờ nói về tương lai thì trong thời gian tới đây, cái kế hoạch của bức tường sẽ như thế nào, và những cái người hâm mộ, các fan hâm mộ của anh có thể trông đợi gì từ ban nhạc trong những năm tới? Tôi nghĩ rằng khán giả hiện nay đã được xem bức tường đến hơn 10 năm rồi. Họ hoàn toàn có thể trông cậy thêm vào những ban nhạc khác, những ban nhạc thuộc thế hệ trẻ hơn. Họ đang có những cái sức sống mới, họ đang có một cái đà tốt hơn, họ có điều kiện khi họ thành lập trong thời gian này, họ có nhiều điều kiện hơn về âm thanh, về nhạc cụ, về rất nhiều thứ. Và chúng tôi không hy vọng nhiều lắm đến việc là chúng tôi sẽ mãi mãi là những người số 1, số 2 về âm nhạc ở Việt Nam, bởi vì như vậy sẽ chứng minh rằng là âm nhạc ngày nay nó không phát triển gì thì không được. Chúng tôi cũng cần là khán giả cũng nên mở lòng hơn với nhạc rock, cũng nên tạo thêm nhiều cơ hội hơn đối với những ban nhạc khác, những ban nhạc còn trẻ hơn. Và cũng mong rằng là ngay cả chính những ban nhạc trẻ hơn đấy, họ cũng phải chứng minh được cái nội lực của mình, chứng minh được cái khả năng của mình đối với công chúng, như vậy họ mới phát triển được. Và tôi biết là anh cũng là người mà anh quan tâm tới các cái vấn đề xã hội hiện nay ở Việt Nam trong cái quá trình phát triển. Thì anh nhìn nhận các cái vấn đề xã hội đó ra sao, và cái sự tham gia của anh để mà có thể là góp một cái tiếng nói để cho công chúng người ta biết tới những cái vấn đề đấy nó có tồn tại, và có thể là họ đi tới những cái hành động để giải quyết những cái vấn đề xã hội như thế này? Vâng, như anh đã biết là ở ngay chính Hà Nội thôi cũng có một văn phòng đại diện của Tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đấy. Thì trong năm vừa rồi, họ trong 2 năm vừa rồi thì họ có thực hiện một cuốn phim, để một cuốn phim tư liệu để chứng minh được những hành động thiết thực của Việt Nam đối với hoạt động của thế giới, ví dụ như là những cái mục tiêu của thiên niên kỷ về chống xóa đói giảm nghèo này, chống HIV này, rồi vân vân, một số những đề tài trong những cái mục tiêu thiên niên kỷ ở Việt Nam đã có
cái sự cam kết với Liên Hợp Quốc để thực hiện điều đó. Thì rất may mắn là tôi được thành một nhân vật chính trong một một tập phim của đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Và phim này do Liên Hợp Quốc họ đứng ra họ đài thọ để tổ chức cái phim tài liệu đó. Và sở dĩ tôi có mặt trong bộ phim này cũng bởi vì trước đây tôi có một ca khúc, tôi nói về chuyện này. Tôi nói về một đề tài xã hội. Ca khúc đó tên là Đôi Bàn Tay. Nội dung nó là tôi muốn nói đến việc là mỗi người cũng có một đôi bàn tay. Họ có khi cả cuộc đời họ trông cậy vào đôi bàn tay lao động đó. Và ngay cả đến mình cũng vậy thôi, khi mình thành công nhưng mà mình ai biết trước được tương lai, mình như đôi khi như cái ngọn nến trước gió. Nếu mà mình có đủ cái sức mạnh thì mình có thể che chở được những cái người yếu đuối hơn, thì cái đôi bàn tay của mình nó có giá trị hơn và nó làm cho người ta xích lại gần nhau, người ta có thể chia sẻ được cái chuyện đó. Thì với các khúc này thì họ tất nhiên là cũng còn nhiều nghệ sĩ khác, còn nhân dịp cả nghệ sĩ Jackie Chan có sang Việt Nam, họ cũng làm một tập phim trong cái loạt phim này, thì tôi được tham gia với bộ phim đó với cái đề tài là xóa đói giảm nghèo, là một nhân vật chính ở trong cái tập phim đó. Đây là một trong những hoạt động của tôi thôi. Có lẽ là tôi cũng sẽ không kể nhiều về những cái hoạt động liên quan đến xã hội, bởi vì thực ra tôi nhiều khi tôi có những cái mà tôi cũng nghĩ rằng là mình làm là chuyện bình thường, cũng không có gì lắm phải phải khoe hay là phải phải kể nhiều. Thế tuy nhiên rằng là ngoài những ca khúc đấy thì tôi còn có cả ca khúc về những cái đứa trẻ nó đang còn có những thiệt thòi khác nhau, có những đứa trẻ mà nó còn phải đánh giày nhưng nó hoàn toàn nó vẫn là có quyền, nó được mơ ước những cái gì mà nó thích, nó có thể nó mơ ước trở thành một họa sĩ hoặc có thể một bác sĩ hoặc một gì đó. Nhưng họ họ đều là con người và họ đều có thể có cơ hội để phát triển. Và tôi đã làm tặng cho những cái trẻ em đó một cái ca khúc, đấy là niềm tin cho cát bụi, những cái hạt cát rất là nhỏ nhoi về đường phố thôi, nhưng mà họ sẽ có niềm tin cho việc là họ sẽ có cơ hội để họ phát triển. Có thể họ chưa phát triển ngày hôm nay nhưng ngày mai biết đâu có thể sau này họ sẽ trở thành chính những con người thành đạt như 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 tôi và anh chẳng hạn. Họ cũng sẽ trở thành những người có ích cho xã hội nếu như mà họ họ biết phấn đấu.